tác phẩm đa mỹ được trông chờ của năm 2019. Thứ nhất, Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Bên tóc mai không phải hải đường hồng không chỉ thu hút bởi nội dung xoay quanh kinh kịch, một thể loại ca kịch lâu đời của Trung Quốc, tác phẩm còn được fan khiến người hâm mộ nháo nhào vì dàn diễn viên tham gia toàn sao lớn. Đặc biệt là Sa Thi Mạn lần này lại chấp nhận trở thành nữ phụ đa mỹ trong tác phẩm mới nhất. Theo nhiều đồn đoán, nữ diễn viên sẽ vào vai Phạm Tương Nhi, một trưởng nữ xinh đẹp và danh giá, và cũng chính là vợ của Phượng Trinh Đài do Huỳnh Hiểu Minh đóng. Theo nguyên tắc, Phượng Trinh Đài lại nảy sinh tình cảm với Phương Tế Nhị và phải trải qua một mối tình nhiều chua xót đau khổ. Do tác phẩm được cải biên và nhào nặn bởi chính tay Vũ Chính, nên khán giả vô cùng lo sợ vì nội dung chắc chắn sẽ bị sửa nát. Tác phẩm vẫn chưa ấn định ngày lên sóng cụ thể. Thứ hai, History 3 Bẫy. History 3 Bẫy nằm trong History hệ liệt là một tác phẩm đa mỹ của xứ Đài, tập trung dàn diễn viên nam điển trai đầy triển vọng. Những phần trước đã tạo được ấn tượng tốt với khán giả với nội dung hấp dẫn. Trong phần 3 này, History 3 Bẫy sẽ kể về câu chuyện tình cảm của hai chàng trai có vị trí xã hội ngược lối nhau. Liệu rằng tình yêu của chàng cảnh sát điển trai và con trai của trùm băng đảng xã hội đen sẽ đi đến cuối cùng? History 3 Bẫy với sự góp mặt của dàn diễn viên nam điển trai như Từ Quân Hạo, Ngô Khang Nhân, Biện Khánh Hòa. Trong phần mới này, người hâm mộ chắc chắn sẽ được một phen rửa mắt với những đường cong gợi cảm của dàn diễn viên chính. Loạt ảnh mới của phim vừa được tung ra hứa hẹn sẽ khiến cộng đồng hủ nữ phải ngất ngây một thời gian dài. Thứ ba, 19 ngày. Ngay khi bộ truyện tranh nổi tiếng 19 ngày của tác giả Ocean chính thức được mua bản quyền và chuyển thể thành phim, cùng với thông tin Sai Kê Đàn chịu trách nhiệm sản xuất đã khiến cho tác phẩm phải nhận nhiều gạch đá từ các fan nguyên tác. Bởi lẽ nội dung đáng yêu của bộ truyện chắc hẳn sẽ bị thay đổi đáng kể do lệnh cấm từ Cục Điện ảnh Trung Quốc và sự nhào nặn của mẹ Sai, đôi lúc khiến fan phải kêu gào. Được biết, 19 ngày được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình dài tập xoay quanh câu chuyện tình yêu tuổi học trò của bốn chàng trai. Nội dung thú vị, hấp dẫn của bốn nhân vật được dự đoán là sẽ làm mưa làm gió trong thời gian tới. Thứ tư, Trần Tình Lệnh. Trần Tình Lệnh được cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư của Mạc Hương Đồng Khứu. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, tài giỏi trong việc chế tạo vũ khí và sử dụng tà thuật. Ngụy Vô Tiện sống khá tùy tiện, chỉ làm việc mà bản thân nghĩ là đúng, liên tục bị người đời hiểu lầm, thóa mạ và đồng thời sợ hãi vị lão tổ tài giỏi này. Sau khi bị người bạn thân thiết dẫn binh tiêu diệt, Ngụy Vô Tiện trở lại giang hồ với một diện mạo mới. Hắn vướng vào rắc rối cùng đám con cháu dòng dõi và gặp lại Lam Phong Cơ, bạn học cũ thời còn niên thiếu và cũng là vị hàm quan quân được nhiều người kính mến. Sau đó hàng loạt bí mật trong quá khứ được phơi bày, Ngụy Vô Tiện cũng đồng thời nhận ra thứ tình cảm sâu kín mà Lam Phong Cơ dành cho mình. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lưu Khải Khoan, Vu Bân, Vương Hạo Hiên hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đáng mong chờ trong năm 2019. Thứ năm, Đào Mộ Bút Ký Chi Trùng Khởi. Đào Mộ Bút Ký Chi Trùng Khởi là loạt tiểu thuyết đam mỹ dài của tác giả Nam Phái Tam Thúc. Đây là bộ tiểu thuyết nhận được nhiều lời khen của khán giả bởi nội dung phiêu lưu mạo hiểm chứa nhiều yếu tố bí ẩn và đầy ma quái nên tác phẩm truyền thể cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Bộ phim đã được khai máy ở Hoành Điếm vào ngày 11 tháng 10 với nhân vật Ngô Tà do Chu Nhất Long đảm nhận. Hai vai diễn còn lại là Vương Bàn Tử do Trần Minh Hạo đảm nhận và Trương Khởi Linh do Hoàng Tuấn Tiệp thủ vai. Trong khi đó, Hồ Quân đảm nhận vai chú hai Ngô Nhị Bạch, còn Trần Sở Hà diễn Trung Hắc. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và nhiều câu chuyện hấp dẫn cho người xem trong năm 2019 tới.